Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ba điều đỏ nhất của bạn trong tháng 12 này là gì và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. À, ba điều đỏ nhất của bạn trong tháng 12 này là gì Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 đây mình thấy các bạn tuổi 1 là những người sống rất là tình cảm nhân ái ấm áp nhẹ nhàng và ngoài ra ở đây thì có khả năng là các bạn đang trong quá trình gọi là nỗ lực làm việc hết sức chăm chỉ kiên nhẫn và có khả năng có sự rèn luyện nâng cao tay nghề của mình nhiều hơn à, một số bạn ở đây dường như trong cuộc sống của bạn hiện tại uh, tiền bạc đối với bạn rất là quan trọng cũng như các bạn đang muốn mở mang phát triển trở thành một phú ông phú bà kiểu <laughs> vậy các bạn đang muốn học hỏi những cái điều mới, các bạn là những người rất là đanh lẹ, rất là nhiều nhiệt quyết Hoặc là có khả năng các bạn cũng là một người cực kỳ sáng tạo Là những người có khả năng nắm bắt xu hướng xu thế rất là tốt Đặc biệt là vấn đề về mở, mở rộng tài chính, à, kinh doanh rồi đó Và mình thấy dường như các bạn đang đứng trước giữa rất nhiều sự lựa chọn, hai con đường, hai hướng đi Hoặc là có khả năng là đã có một cái đam mê hoặc có một cái dự án gì đó rồi Nhưng mà còn đang cân nhắc liệu có nên thực hiện hay không và mình sẽ thực hiện như thế nào? Các bạn đang cố gắng nhìn cái bức tranh toàn cảnh Hoặc là đôi khi có thể một số bạn đang cần thêm một số thông tin, một số chi tiết Hoặc là muốn học hỏi thêm ở một số người thành công Xin thêm lời khuyên như à, vậy Tuy nhiên trong tháng 12 này có thể là các bạn sẽ bắt tay vô làm Sẽ bắt tay vô thực hiện và cái quá trình của bạn mà có thể cầu xin ơn trên hoặc là nhờ những người có kinh nghiệm đi trước hỗ trợ các bạn cũng được. Ừ bởi vì mình thấy có khả năng trong thời điểm này sẽ có rất là nhiều người đến họ giúp cho các bạn có thể giúp cho bạn có thể hoàn thành ước mơ nguyện vọng ừ. thấy có hai người mang năng lượng nữ đó một người có thể là sống nhân ái ân cần và có sự gọi là biết yêu thương quan tâm và có khả năng là một người sống tình cảm à, và rất hay giúp đỡ người khác người thứ hai là một người rất là hào phóng rộng rãi có tài chính có tiền có bạn có sự cam kết có sự thực tế cho nên là có một người thì có sự lãng mạn sự sáng tạo sự nghệ thuật À, sự mơ mộng một người thì có sự gọi là thực tế biết bắt tay vô hành động và có sự cam kết để có thể đạt được cái kết quả tốt nhất thì có khả năng đây là hai người sẽ rất là hữu ích cho các bạn hoặc đây sẽ là cái nguồn năng lượng của các bạn trong cái tháng 12 này nguồn năng lượng của sự gọi là giàu cảm xúc và có sự gọi là biết biến những cảm xúc những cái mơ mộng của mình trở thành thực tế như vậy rồi để mình xem coi ba điều đỏ nhất của bạn trong cái tháng 12 này là gì ha tháng 12 này sẽ có khá là nhiều bạn nở một cái nụ cười thật là tươi Wow Tháng 12 này đúng là cái tháng mà các bạn có khả năng là đỏ Đỏ chét luôn nè <laughs> Đây là một tháng mà các bạn cần phải hành động, cần phải bắt tay vô uh, Thể hiện cái sự nhiệt quyết, sự cố gắng của mình À, một số bạn ở đây mình thấy dường như là các bạn đang ở trong một cái trạng thái nguồn năng lượng hơi bị um, thiếu thốn nguồn năng lượng cảm thấy tự ti rụt rè hoặc là cảm thấy mình chưa đủ tốt thì các bạn cần phải dẹp bỏ cái nguồn năng lượng này và mình thấy cái khả năng là cái đối thủ mà bạn cần phải cạnh tranh lúc này đó chính là chính bạn các bạn ngã cái lo sợ cái sự bất an bên trong các bạn cái sự thiếu thốn bên trong các bạn nha yeah. ở đây mình thấy khả năng các bạn đã đến lúc các bạn phải đánh giá lại cái tình hình của mình vì hiện tại có thể là bạn đang bỏ lỡ một cơ hội đó. Và cái giải pháp mà bạn đang tìm kiếm nó đang ở ngay trước mắt các bạn rồi. Và may mắn là các thế lực thần thánh đang hoạt động để có thể hỗ trợ bạn ngay bây giờ. Cho nên là bạn hãy mở mắt ra với những khả năng và chấp nhận sự giúp đỡ được cung cấp cho các bạn nha. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn bị mất tập trung hoặc là bạn cảm thấy bị mắc kẹt về mặt cảm xúc. À, bởi vì đôi khi bạn có thể năng là tập trung quá nhiều vào những gì mình không có và bạn đang coi nhẹ những cái điều tốt đẹp mà bạn đang có cho nên các bạn có sự bất mãn, sự thờ ơ hoặc là sự lạc lối trong thế giới nhỏ bé của riêng các bạn cho nên các bạn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó, bạn cảm thấy buồn chán nhưng mà thực sự trong cuộc sống của bạn đang có rất là nhiều điều tốt đẹp được hiện diện cho nên hãy tập trung vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này hoặc của bản thân mình để từ đó mình có động lực để phát triển hơn nữa à. Thời điểm tháng 12 này Mình thấy các bạn có rất là nhiều thông điệp Liên quan đến sự chiến thắng, sự thành công Có thể là bạn chiến thắng chính mình Hoặc là bạn chiến thắng nghịch cảnh Hoặc là có thi cử hay bất cứ điều gì Các bạn có được cái sự chiến thắng à, Victory nè ừ. Thời điểm tháng 12 này Là thời điểm mà mình thấy các bạn đỏ chót Là cái vấn đề về thành tựu đó Các bạn sẽ có những cái thành công to lớn ha và dường như mọi người sẽ có một cái sự đánh giá cao về bạn và danh tiếng của bạn sẽ có một sự gọi là rất là phát triển tuyệt vời và ngoài ra các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn và làm việc chăm chỉ ừ. ngoài ra có thể có một số hình thức công nhận công khai về những cái đóng góp của các bạn hoặc có thể là bạn được trao giải thưởng cho những cái thành tựu của mình những cái tin tốt đẹp đang đến với bạn À, một số bạn có thể được thăng chức hoặc là có thể là có những cái lời mời hợp tác, lời mời làm việc mới chẳng hạn. cho nên mình thấy các bạn sẽ có rất là nhiều những cảm nhận, cảm nghĩ hoặc là cảm thấy tự hào, nghĩ tốt về bản thân mình hơn. các bạn có được may mắn theo sao các bạn? và các bạn có thông điệp liên quan đến đã đến lúc các bạn còn phải có một sự gọi là bắt đầu thực hiện những cái dự án mới của mình. ha một cái dấu hiệu báo hiệu các bạn đã đến lúc phải thực hiện rồi nếu như bạn còn nghi ngờ về cái khả năng thực hiện hóa giấc mơ của mình thì bạn hãy gạt cái sự nghi ngờ đó sang một bên bởi vì trên thực tế thì bạn càng tự tin thì bạn càng thành công và may mắn là các thiên thần có thể thúc đẩy sức mạnh bên trong của bạn nếu như bạn kêu gọi các ngài giúp đỡ ừ, mặc dù có thể là bạn cảm thấy không có sẵn sàng để có thể tiến lên con đường của mình nhưng thực ra thì bạn đã chuẩn bị nhiều hơn là bạn nghĩ rồi những cái trải nghiệm trong cuộc sống nó đã rèn luyện cho bạn cái khoảnh khắc này và những cái cơ hội dành cho bạn tại thời điểm này rất là kỳ diệu Và đôi khi các bạn không cần phải gọi là tiếp thu hoặc là học thêm bất kỳ điều gì nữa Mà đã đến lúc các bạn cần phải bước qua cánh cửa để bạn có thể hành động cho cái mục tiêu mà bạn đã áp ủ từ lâu Cho nên là bạn hãy tập trung vào bất kỳ kế hoạch nào mà bạn có thể đã chuẩn bị rồi ha Không nên trì hoãn có những cái sự kiện kỳ diệu sẽ diễn ra để giúp cho bạn có thể nâng cấp chính mình Ừ. sẽ có những nguồn lực bất ngờ hỗ trợ các bạn hoặc là đôi khi các bạn bắt tay vô hành động các bạn có được những cái thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều nha yeah. các bạn đang được mở ra cánh cửa cơ hội ừ. và ngoài ra ơn trên sẽ hỗ trợ để bạn có thể gọi là tận hưởng những thành công nhanh hơn nhiều so với khả năng hợp lý ừ. ở đây mình thấy có thể là bạn đã làm việc rất là chăm chỉ và giờ đây các bạn được đền đáp bằng cái sự gọi là mãn nguyện bình yên và sung túc ừ cái sự tự do mà thành công mang lại cho bạn mang đến cho bạn cái cảm giác thỏa mãn sâu sắc nha và bạn sẽ an toàn vượt qua những cái trở ngại để bạn có thể đến được cái nơi mà bạn cảm thấy tự hào những cái vấn đề trong gia đình của bạn sẽ được giải quyết hoặc là có khả năng là trong gia đình của các bạn sẽ có người sắp kết hôn hoặc là một số bạn có khả năng là sắp lên kế hoạch tiến đến hôn nhân với người yêu hoặc là chuyển đến sống cùng người bạn đời của mình hoặc là chuyển đến nhà mới vân vân hoặc là vấn đề nhà cửa của bạn nó có khả năng được hoàn thành chẳng hạn Và cái sự bình yên và cái sự hòa hợp sẽ được thiết lập Và bạn sẽ có khả năng tìm kiếm được cái sự ổn định và sự cam kết uhm. Sẽ có một cái sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của các bạn Một cái dự án lớn hoàn thành thành công Hoặc là đây sẽ là thời điểm những cái phước lành nó được gọi là mở rộng Cho nên các bạn hãy đếm những phước lành mà mình có Và hãy luôn cảm thấy phấn khởi Nha yeah thời điểm này các bạn sẽ khá là thuận lợi ha và ngoài ra mình thấy mọi cái dự án của bạn nó sẽ diễn ra tốt đẹp ở đây có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sự gọi là được thăng quan tiến chức được trả lương cao hơn hoặc là tài năng và kỹ năng của bạn sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng xứng đáng và hãy chấp nhận các cơ hội được trao cho bạn ha hãy tin tưởng rằng bạn sẽ thành công các bạn có khả năng là sẽ gặp được những cái người gọi là có rất là nhiều những kỹ năng có tay nghề hoặc đây là một người kinh doanh giỏi một người giỏi quản lý tiền bạc họ sẽ có khả năng đưa ra cho bạn những cái lời khuyên hợp lý một người đã thành công trong sự nghiệp và họ đang tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống của họ họ chuyên nghiệp họ hào phóng họ có trách nhiệm thực tế và có năng lực nha cho nên khi mà mình tiếp xúc với những người thành công mình cũng sẽ học hỏi ở họ hoặc là cộng hưởng năng lượng để mình cũng có thể gọi là đạt đến những cái thành tựu giống như họ các bạn sẽ có sự đảm bảo về mặt tài chính hơn À. và đồng thời mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ um, rất là tập trung nha yeah. và bạn được khuyến khích hãy tập trung gấp nhiều lần và đồng thời các bạn sẽ có một cái sự gọi là phát triển hết tốc lực để có thể tiến lên um, hãy dành thời gian và năng lượng của bạn cho những nhiệm vụ trong tầm tay của mình và bạn có khả năng trở thành một người lãnh đạo một người truyền cảm hứng cho người khác bằng cái sự nhiệt tình của các bạn hoặc là bạn có khả năng là sẽ nhận được lời khuyên từ một người xuất sắc trong các giải pháp sáng tạo ha các bạn còn có khả năng kết nối với một nhà lãnh đạo bẩm sinh với sức lôi cuốn sự quyến rũ và cái phong cách tuyệt vời đây là một người có thể đứng đầu một doanh nghiệp hoặc đây là một người sáng tạo hoặc đạt được rất những điều tuyệt vời hoặc có sự gọi là lý tưởng có tham vọng có ảnh hưởng có động lực có sự chuyên nghiệp nha yeah. một doanh nhân mạo hiểm chẳng hạn đây là người có khả năng nói trước đám đông rất là tốt Ừ. họ có lòng can đảm và niềm tin họ có khả năng tạo nên sự khác biệt và bạn cũng sẽ học được hoặc là bạn có thể là sẽ nâng cấp được những khả năng này của mình thậm chí một số bạn có thể bạn sẽ trở nên nổi tiếng nổi bật họ có sự tin tự tin để có thể giao tiếp trước đám đông à, các bạn trở nên khôn khéo nhiệt tình và có khả năng một số bạn sẽ như mình nói trở thành một cái người gọi là được người khác ngưỡng mộ rất là nhiều qua những gì mà bạn đã thể hiện được à. Thời điểm này mọi thứ nó sẽ diễn ra nhanh hơn là bạn nghĩ Mọi thứ nó sẽ có sự chuyển sang cái giai đoạn cao trào à, Cho nên là những cái sự chậm trễ trong quá khứ nó sẽ qua Và các kế hoạch của bạn sẽ được thể hiện nhanh chóng hơn, tràn đầy năng lượng hơn Bạn sẽ có thể cảm thấy bất ngờ khi mà mọi thứ nó diễn ra một cách rất là điên cuồng ha các bạn sẽ có rất là nhiều những sự phấn khích Đôi khi có thể là hơi chút choáng ngợp một chút Nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời Khi mà ước mơ của mình trở thành hiện thực sớm hơn bạn nghĩ đột nhiên bạn thấy có rất là nhiều thứ đang diễn ra à, cho nên là hãy giữ dưỡng cái lập trường của mình hãy có một sự đón nhận những điều tích cực hãy có một sự đón nhận những sự chú ý mà mọi người dành cho các bạn và ngoài ra các bạn cần những thông tin nào đó thì bạn sẽ được gọi là à, tiếp thu một cách cần thiết ừ. mọi thứ sẽ đến với bạn hoặc một số bạn có thể là sẽ có những cái chuyến đi đột xuất à, chuyến đi công tác du lịch gì đó vân vân à, một cái mức độ thành công không ngờ tới ừ cho nên là thời điểm này đừng ở trong cái trạng thái gọi là kiểu gọi là rụt rè lo âu sợ hãi mà hãy hành động đi ừ. các bạn có lá The chariot một sự chiến thắng thành công vang dội ha và sự chiến thắng này có sự góp phần của sự cố gắng của các bạn và sự hỗ trợ từ ơn trên ừ. các bạn cần có tính kỷ luật hơn còn có mục tiêu còn có sự tập trung nhiều hơn cố gắng nhiều hơn thì chắc chắn là các bạn sẽ có được cái vận đỏ cho chính mình các bạn chính là người tạo ra vận đỏ cho bản thân Ừ. một số bạn ở đây đừng nghĩ về quá khứ đừng đừng có nghĩ về những gì đã mất nữa bởi vì các bạn đang trong quá trình của sự gọi là thực hiện hóa ước mơ của mình rồi hãy tập trung những gì mình đang có hiện tại và có sự tận dụng hết khả năng của mình để có thể tạo ra một cái ước mơ mà mình thật sự muốn bạn có thể biến chuyển được tình huống của mình yeah. những gì mà bạn bị mất trong quá khứ nó đã là quá khứ rồi nó không nó không có còn ở hiện tại hoặc là đôi khi nó sẽ không diễn ra ở tương lai nếu như bạn không tập trung vào nó quá nhiều một số bạn ở đây giai đoạn này mình thấy có thể là bạn cũng nên nghỉ ngơi thư giãn nha à, trong giai đoạn này thì mình thấy khả năng là các bạn cũng sẽ có sự uh, như mình nói nổi tiếng nổi bật hoặc có nhiều ước mơ của bạn sẽ trở thành thực tế như mình như bạn mong đợi ừ. một số bạn ở đây có thể sẽ ngắm trăng sao hoặc là nhìn thấy những cái điều kỳ diệu trên bầu trời rộng lớn à, bên cạnh đó mình thấy có thể là bạn sẽ cảm thấy yêu đời yêu người hơn rất là nhiều À, cho nên là cái ba điều nhỏ nhất oh, ba điều đỏ nhất của bạn trong cái giai đoạn này đó chính là các bạn có được cái sự gọi là thành tựu thành công là chính yếu à, các bạn có được những cái vấn đề về gia đình nhà cửa của bạn nó được giải quyết à, một số bạn có thể mua được nhà mới hoặc là chuyển đến nơi ở mới chuyển đến chi nhánh mới công việc mới nó có khả năng gọi là phát triển và có sự gọi là sống động hơn à, và ngoài ra một số bạn là ước mơ trở thành sự thật à, hoặc là có thể một vài bạn là tiền bạc của bạn cũng sẽ đến nếu như bạn có sự gọi là chăm chỉ nỗ lực hết sức mình ừ. đây là thời điểm các bạn phải nâng cấp cái khả năng tiềm năng của mình trước thì tiền bạc nó cũng sẽ có sự theo sau các bạn à, và những gì bạn cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng và à, các bạn có được cái sự gọi là ổn định về mặt tài chính hoặc là tiền bạc của bạn nó có sự dư giả đủ đầy hơn do các bạn biết tiết kiệm hoặc bạn biết sử dụng khôn ngoan hoặc bạn biết nỗ lực làm việc để có thể tạo ra nó ở đây có một số bạn có thể năng cũng sẽ có tình yêu ha, tình yêu đến sau cùng đó cho nên là các bạn nên tập trục tập hợp năng lượng của mình vào công việc chính yếu trước đi rồi khi mà năng lượng của bạn lên cao bạn thành công ở mọi lĩnh vực thì tình yêu nó cũng sẽ có sự gọi là tỷ lệ thuận nó cũng sẽ phát triển ừ. à, sẽ có một cái tình yêu ngọt ngào thậm chí một số bạn có thể tiến đến hôn nhân hoặc là gặp được một cái đối tượng như ý và cả hai người đều muốn hướng tới một cái tương lai tốt đẹp ừ. Và thời điểm này thì các bạn không nên quá con nít hoặc không nên quá nhạy cảm, quá chấp dứt, quá tập trung vào những người tiêu cực hoặc những cái tình huống tiêu cực hoặc là những gì đã diễn ra, đã đau khổ, đau buồn trong quá khứ. Bởi vì có thể mình sẽ tạo lại cái vòng lặp hoặc là mình sẽ tạo ra một cái kết quả y chang vậy. Cho nên cái sự suy nghĩ thiết thực, sự hướng về sự tích cực là điều cần thiết. Và cái ý chí, sự mạnh mẽ, kiên cường cũng như là sức khỏe của bạn nó sẽ tốt theo thời gian nếu bạn có những cái kế hoạch lành mạnh để chăm chút hơn cho sức khỏe của mình, sẽ có những sự đánh giá công nhận ghi nhận cái dấu ấn uh, của các bạn trong thời điểm này. Ngoài ra các bạn cũng không nên thức khuya nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến sự gọi là sáng suốt, sự tin tưởng các bạn. các bạn sẽ có khả năng bước vào những cái điều chưa biết và những cái kinh nghiệm mới ha, học hỏi từ những người giúp cho bạn có thể gọi là tiếp thu hoặc là thấm nhuần ừ. các bạn được cái thiên thần hỗ trợ bảo vệ các bạn khỏi những cái sự gọi là trăn trở khỏi những cái âm mưu trước quỷ của người khác dành cho các bạn các bạn có được cái may mắn tốt lành ha ngoài ra các bạn cần phải biết bảo vệ chính mình, bảo vệ năng lượng, sức khỏe tinh thần thể chất của các bạn trong thời điểm này. À, như mình nói các bạn sẽ có được thành công thành tựu, à, sẽ có được những cái sự gọi là vinh danh ở đây hoặc là có rất là nhiều sự kiện gọi là kiểu náo nhiệt nhộn nhịp trong thời điểm này. Ở đây mình thấy có khả năng là có một cái um, có một điều ước gì đó được trở thành hiện thực nếu các bạn có sự thực tế và thực hiện nó còn có một số bạn các bạn có những cái điều ước gì mới gọi là hơi bị ảo tưởng nó không có phù hợp hoặc nó không tốt cho cái tương lai của các bạn thì nó sẽ không trở thành hiện thực đôi khi có một cái điều gì đó mình không đạt được đó chính là sự bảo vệ cho các bạn chứ không phải là một cái sự gọi là mình bị xui nha yeah. cho nên hãy nhìn mọi thứ ở một cái góc độ tích cực lạc quan thì bạn thấy cuộc sống của bạn tràn trề cái nhựa sống hoặc tràn trề những cái phước lành các bạn có tiền là tiền bạc đang đến các bạn cho nên khi bản thân bạn cố gắng bằng nỗ lực thì tiền bạn nó sẽ tự tìm đến cơ hội hoặc là những cái sự gọi là nhiều người muốn hợp tác họ sẽ tìm đến các bạn ừ. ngoài ra mình thấy các bạn sẽ được cái thiên thần như mình nói bảo vệ các bạn khỏi những cái bí mật bí ẩn gì đó có sự hãm hại các bạn cho nên thời điểm này các bạn cũng không nên tin tưởng người khác quá mức làm gì cũng phải có sự cân nhắc và suy si xét để tránh bị người khác lừa lợi dụng đặc biệt là khi mà ký hợp đồng hay bất cứ điều gì mua nhà cửa hoặc bán đất vân vân thì mình cần phải tìm hiểu kỹ luật lệ đọc kỹ hợp đồng để tránh có một sự kiểu như là đưa ra những quyết định sai hoặc là thiệt thòi cho chính mình một chuyến hành trình ha một cái khả năng là sự chữa lành về mặt tâm hồn tinh thần sức khỏe được diễn ra ở đây cho nên thời điểm này đôi khi có khả năng mọi thứ nó cũng sẽ không có một sự gọi là kiểu quá ổn định thì các bạn cần phải lên kế hoạch thì mọi thứ nó mới ổn định vững chắc được các bạn có thông điệp liên quan đến sự gọi là bạn chia sẻ bạn cho đi thì bạn sẽ nhận lại cho nên thời điểm này nếu mình có cơ hội để có thể làm từ thiện hay giúp đỡ hỗ trợ người khác trong khả năng của mình bất cứ điều gì bạn cho đi nó sẽ quay trở về với bạn có thể là gấp sáu lần trong thời điểm tháng 12 này hoặc một số bạn có khả năng là thiếu tiền thiếu hụt tiền thì tiền sẽ đến nha yeah. hoặc là có thể một vài bạn là các bạn có khả năng là sẽ được rất vốn đầu tư, được có những cái hợp đồng mới, được những sự gọi là hợp tác làm ăn kinh doanh giao dịch mua bán. Vân vân. Ừ. Bạn sẽ thắng nếu như bạn có sự tìm kỹ, tìm hiểu kỹ mọi việc còn bạn có sự gọi là qua loa, bạn có sự chủ quan quá mức, bạn tin tưởng người khác quá mức thì coi chừng. Cái gì mình cũng phải nắm rõ thì mới chắc ăn nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi à, uh, ba điều đó nhất của bạn trong tháng 12 này là gì và đây là những trò bài chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Bạn tụ 2 hiện tại có khả năng là đang cảm thấy rất là nôn nóng, khó chịu Hoặc là đôi khi có thể là hơi bị nóng trong người Hoặc là dạo gần đây một số bạn có thể có những cái sự hơi bị tiêu cực, buồn bã, thất vọng Hoặc là đôi khi có khả năng là hơi bị suy nghĩ, ảo tưởng ừ. Đôi khi có thể bạn nghĩ là à mình đã đạt được ước mơ Cuối cùng các bạn lại gọi là kiểu um, bị uh, bất mãn Bởi vì có khả năng ước mơ đó không có thành ha? Hoặc đó chỉ là ảo vọng kiểu vậy Hiện tại một số bạn đang gọi là nghỉ ngơi, đang tập trung vào sức khỏe hoặc là dạo gần đây có thể mơ rất là nhiều hoặc là đôi khi bị bóng đè vân vân và các bạn đôi khi có thể là cảm thấy mệt mỏi và chán nản cho nên các bạn chỉ muốn ở một mình hoặc là bạn chỉ muốn được yên thân hoặc một số bạn có thể là đang bị bệnh cho nên là cần rất là nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình các bạn vừa mới trải qua một cái giai đoạn biến cố một cái giai đoạn gọi là kết thúc một cái điều gì đó rất là đột ngột và bên cạnh đó thời điểm này có thể trực giác của bạn rất là mạnh mẽ nhưng mà nỗi sợ nó cũng có sự gọi đồng hành ở đây ừ. và có thể là các bạn đã đạt được một cái sự giác ngộ gì đó một cái sự khai sáng gì đó trong thời điểm này thời điểm này mình thấy có thể là bạn nên rút lui lùi về bên trong dành thời gian để cân nhắc và chiêm nghiệm về cuộc sống cũng như chính mình để thay đổi bản thân của mình tốt hơn thời điểm này dường như các bạn muốn có một cái sự gọi là phá vỡ một cái điều gì đó hoặc là đôi khi không có muốn ở trong cái trạng thái gọi là bị kèm cặp hoặc là bị cuốn hút vào một cái điều gì đó mà bạn cảm nhận là mình sẽ không làm được hoặc là mình sẽ không thể với tới được cho nên bây giờ các bạn kiểu như là không hy vọng không kỳ vọng quá nhiều vào cái điều đó nữa các bạn sẽ tập trung hơn vào chính mình đạt đến ước mơ hoặc là có thể xây dựng tương lai hoặc là học tập thêm phát triển nhiều hơn thêm nữa để có thể tạo nên những cái sự vững chắc hơn Hoặc là một số bạn có thể là bị thất nghiệp hay gì đó Cho nên là thời điểm này muốn học một cái gì đó mới Để có thể gọi là phát triển cuộc sống của mình Đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình Có thể bây giờ các bạn không có gọi là kiểu không thực tế nữa Các bạn không mơ mộng nữa Mà các bạn sẽ cần thời gian Cần thời gian để lùi lại hoặc là chưa muốn làm gì hết Chỉ muốn được yên thân trong thời điểm này thôi để sắp xếp lại suy nghĩ cũng như sắp xếp lại cuộc đời của mình một cách tốt hơn. Yeah. Dạo gần đây mà các bạn không ngủ nghỉ, các bạn mệt mỏi và áp lực mà bạn có thể thức khuya làm việc hoặc bạn lo lắng nhiều quá Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái não bộ của các bạn đó cho nên là việc ngủ là cần thiết nha Dạo gần đây các bạn buồn ngủ là có lý do là do bạn bị đuối sức, cơ thể của bạn đang lên tiếng Nó đang bị kiệt sức cho nên là khi mà bạn cảm thấy mình ngủ nhiều quá, mình mệt mỏi quá thì bạn cứ cho bản thân của mình được nghỉ ngơi Bởi vì đây là thời điểm cuối năm rồi các bạn đang hoạt động vô cùng công suất Ờ, trong một năm trời thì đây là thời điểm Các bạn cần phải nuôi dưỡng chính mình Yêu thương chính mình để đón chào một cái năm mới nữa Với những hành động mới Thế <laughs> là như vậy Thời điểm này có thể là Nếu như bạn có một cái sự gọi là yếu đuối về Mặt thể xác hoặc là về mặt tinh thần Các bạn rất là dễ bị những cái nguồn lực âm khí Nó ảnh hưởng đến chính mình đó để Ghi gây ra cho mình những cái sự khốc hoảng Những sự khó chịu hoặc đôi khi mình hành động Không có đúng như những gì Mà mình là chính mình Kiểu vậy nha yeah. cho nên các bạn trong thời điểm này cũng nên cẩn thận với suy nghĩ các bạn đừng suy nghĩ tiêu cực nha yeah. hãy gạt bỏ nỗi lo nỗi sợ sang một bên và hãy luôn tin tưởng rằng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực đúng thời điểm thời cơ thì mọi thứ nó sẽ đến đôi khi nó đến rất đột ngột rất là bất ngờ vì của các bạn là cứ tin tưởng là điều đó và tập trung yêu thương bản thân nỗ lực mỗi ngày thời điểm này các bạn nên uống nước nhiều hoặc là có khả năng là một số bạn các bạn không đi đến những nơi có độ cao không đi đêm khuya nhiều quá nha hoặc không tắm đêm. Không lo lắng nữa, lo lắng chẳng giúp ích được gì hết, nó còn gây ra thêm nhiều cái drama tiêu cực trong cuộc sống của mình hơn. Cho nên là không lo lắng. những lúc mà bạn cảm thấy lo lắng bạn hãy trao phó cho ơn trên giải quyết những cái phần lo lắng của bạn. Mọi thứ nó sẽ được sụp đổ ha. Thời điểm này dường như mình thấy khả năng là sẽ có những cái điều gì đó mà người khác gây hại các bạn như là họ có sự gọi là trù dập hoặc là họ gà gỡ những cái nguồn năng lượng xấu những cái sự tấn công tâm linh nó sẽ sụp đổ trong cái tháng 12 này luôn ừ. cho nên vì của các bạn hãy tin tưởng bạn được ơn trên bảo hộ và không hề đơn độc trên hành trình của mình nha yeah. và thời điểm này đối với những gì sụp đổ trong cuộc sống của các bạn là cần thiết nó rất là quan trọng các bạn nha nó không phải là điều xui mà nó là điều hơn cho các bạn có những cái điều gì đó kiểu như là nó không tốt các bạn nó tiêu cực với các bạn nó có sự thao túng các bạn mà bạn nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp nhưng thực sự không phải nó sẽ bị vũ trụ và đánh sập tất cả mọi thứ để bảo vệ các bạn khỏi bị lung lai hoặc bị chèo kéo hoặc là rơi vào những cái nghiệt ngã gì đó à, ảnh hưởng đến bạn một số bạn ở đây mình thấy có thể đây sẽ là thời điểm mà các bạn có sự gọi là phá vỡ hoặc là buông bỏ những cái thói quen gì đó không tốt của bản thân mình những cái nghiện ngập hoặc là những cái gì đó gọi là kiểu thức khuya hoặc là có thể ăn uống vô độ hay gì đó thì thời điểm này là thời điểm để bạn có thể kết thúc hoàn toàn để có thể trở thành một phiên bản mới một con người mới sống tốt đẹp thiện lành hơn và thay đổi tích cực hơn đây sẽ là thời điểm các bạn sẽ không còn là bạn trong những năm về trước mà các bạn sẽ là một cái phiên bản hoàn toàn khác một cái sự phát triển về mặt tâm linh vô cùng lớn mạnh đang được diễn ra trong thời điểm này hoặc những gánh nặng gì đó mà bạn đã mang vác rất là nhiều ừ. thì đây là thời điểm để bạn có thể gọi là thay đổi nó hoàn toàn ha. kết thúc ừ. thời điểm của sự kết thúc những gì gọi là kiểu uh, khiến cho bạn cảm thấy lao đao hoặc là tiêu cực thì nó cần phải kết thúc hoặc là những nghiệp chứa nghiệp nợ gì đó nó cũng cần phải kết thúc các bạn có release này, giải phóng nè thời điểm này các bạn sẽ có sự gọi là đã đến lúc các bạn phải tiếp tục vì dự án hoặc là giai đoạn này của cuộc đời các bạn um, và bạn đã hoàn thành ha, xong một cái chu kỳ cũ và không có ích lợi gì khi bạn ở trong một cái tình huống nào đó mà không phù hợp hoặc là không giúp ích gì cho cái sự phát triển của các bạn nữa hãy rũ bỏ những cái cũ và chào đón những cái mới bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà bạn có thể kết thúc đôi khi có thể là đôi khi mình cảm thấy hơi buồn bã một chút nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì đã đến lúc các bạn phải rời bỏ những gì mà bạn uh, còn phải vượt qua ha hãy dành thời gian để bạn có thể thích nghi với cái sự thay đổi này trong cuộc sống của mình không cần phải hấp tấp vội vã đâu hãy tử tế với bản thân mình trong cái giai đoạn chuyển đổi này và đôi khi có thể là bạn cũng còn một số ấm áp từ gia đình hoặc là bạn bè thân thiết những người yêu thương các bạn hỗ trợ các bạn những cái thay đổi tích cực là không thể tránh khỏi ha cho nên là hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của mình một số bạn sẽ có một cái sự chuyển đổi trong mối quan hệ hoặc là sẽ có một cái sự tiến hóa về mặt tâm linh rất là cao hãy cầu xin cái thiên thần giúp cho bạn có thể tiến về phía trước mà không sợ hãi và buông bỏ cái quá khứ đau buồn ừ. đã đến lúc các bạn sẽ có sự gọi là khởi động bắt đầu những cái dự án mới của mình rồi à, một số bạn ở đây các bạn hơi nghi ngờ về chính mình thì đây là thời điểm các bạn cần phải gạt bỏ cái sự nghi ngờ này sang một bên bạn càng tự tin thì bạn càng thành công và các thiên thần có thể thúc đẩy sức mạnh bên trong của bạn nếu như bạn có sự kêu gọi các ngài giúp đỡ một số bạn ở đây các bạn đang cảm thấy chưa có sẵn sàng để có thể tiến lên trên con đường của mình nhưng mà thực ra thì bạn đã chuẩn bị nhiều hơn là bạn nghĩ rồi đó à, những cái trải nghiệm trong cuộc sống đó đã rèn luyện cho bạn đến cái khoảnh khắc này và những cơ hội dành cho bạn tại thời điểm này rất là kỳ diệu bạn không cần phải học thêm bất kỳ lớp học nào nữa hoặc là bất kỳ những cái quyển sách nào nữa bởi vì những điều này chỉ làm chậm trễ cái việc gọi là bước qua cánh cửa thôi Hãy hành động tập trung vào kế hoạch của mình bạn Bởi vì bạn đã chuẩn bị một khoảng thời gian khá là lâu rồi Các bạn không còn phải sự trì hoãn nữa ha Sự kiện kỳ diệu sẽ xảy ra và đồng thời còn phải có nỗ lực Những nguồn lực bất ngờ sẽ được gọi là giúp đỡ các bạn và mọi người sẽ giúp cho các bạn có thể gọi là đẩy nhanh cái tiến trình phát triển tiến trình thành công của bạn nhanh hơn nhiều so với um, những gì mà bạn nghĩ nha. Yeah. Ở đây mình thấy có khả năng các vấn đề về cảm xúc hoặc là các mối quan hệ với những người khác sẽ có sự phát triển lên một cái cấp độ mới. Ngay cả khi mọi thứ nó không có hoàn hảo thì sẽ có cái cảm giác bình yên và tĩnh lặng bên trong các bạn và bạn có sự gọi là biết mình phải làm gì tiếp theo các bạn có sự nâng cao trực giác của mình. Ừ, bạn có thể tin tưởng vào cảm xúc của bạn hiểu biết của các bạn khi mà bạn có sự khả năng gọi là chăm sóc người khác thì bạn cũng đừng quên cái sự chăm sóc chính mình nha các bạn có thể sẽ có sự kết nối với một người tràn trề cảm xúc yêu thương à, họ có sự trưởng thành và có thể họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ giúp cho bạn có những nhận thức mới à, và có sự gọi là điều hướng để bạn có thể tạo nên những thành công trong cuộc sống hoặc là đôi khi các bạn cũng nên có sự dịu dàng nhẹ nhàng hơn à, chấp nhận bản thân mình và người khác vô điều kiện dường như các bạn sẽ có được cái tình yêu thương dành cho gia đình và nhà cửa hoặc cuộc sống xung quanh của mình nhiều hơn nha yeah. hoặc là bạn sẽ kết giao được một những cái người bạn đáng tin cậy và thân thiết ngoài ra thời điểm này cũng là thời điểm mà các bạn nâng cao được sự sáng tạo tuyệt vời của mình thời điểm này các bạn sẽ trở thành một nhà cố vấn bẩm sinh một người có khả năng lắng nghe quan tâm đến mọi người và dành cho họ những cái lời an ủi và tự tế xuất phát từ những cái trải nghiệm của các bạn cho nên là hãy mở rộng tâm trí với những ý tưởng của người khác và chấp nhận những người khác biệt với các bạn uhm, một số bạn có khả năng sẽ trở thành một tình nguyện viên hoặc là một người giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình uhm, hoặc là đôi khi các bạn cần một cái lời khuyên gì đó thì sẽ bạn sẽ gặp được một cái người hoàn toàn đáng tin cậy để bạn có thể nhận được lời khuyên của của họ uhm, nhưng mà hãy cẩn thận khi mình làm theo những lời gợi ý bởi vì đôi khi mình cũng cần phải có sự gọi là chính kiến riêng của mình À, dường như các bạn sẽ ở trong cái trạng thái à, phát triển cái sự thông thái, sự giàu lòng trắc ẩn, có đời sống nội tâm phong phú hơn. À, bạn có thể là nhìn thấy sự thật hoặc là thấy được ý nghĩa đằng sau mọi tình huống và có những cái giải pháp hoàn hảo vừa thông minh vừa chân thành, đáng tin cậy, à, đáng tôn trọng và các bạn có sự ổn định về mặt cảm xúc hơn. Ừ. Có thể là một số bạn sẽ có rất là nhiều những thành công trong vấn đề về nghệ thuật về âm nhạc ừ, hoặc là các bạn có được những người bạn những người hòa giải trong những vấn đề khó khăn hoặc bạn sẽ trở thành cái người hòa giải cho những cái vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống của mình và may mắn cho các bạn đó là trong cái giai đoạn tháng 12 này thì mọi thứ đang tốt đẹp hơn và cái điều tồi tệ nhất nó đã ở lại phía sau các bạn cuối cùng cũng có ánh sáng ở cuối đường hầm và những căng thẳng mệt mỏi nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của các bạn à, những cơn gió thay đổi đang đến và đó là những cơn gió thuận lợi. Đây sẽ là thời điểm tốt để bạn có thể thay đổi sự nghiệp hoặc là gia đình hoặc là loan điểm của mình. Một số bạn có khả năng là sẽ có những chuyến đi hoặc là có những cái vấn đề về bệnh tật hoặc là trầm cảm gì đó nó sẽ được, sẽ được gọi là giải quyết, sẽ được kết thúc. Và các bạn vẫn tiếp tục tiến lên cho hành trình của mình, các bạn sẽ không có sự bỏ cuộc hoặc nản chí đâu. Uhm. Những cái tiêu cực, những cái sự nguyền rủa Những cái điều gì đó gọi là ám ảnh các bạn Nó sẽ kết thúc hoàn toàn trong cái tháng 12 này à, Các bạn sẽ có một cái hơi thở mới Một cái hành trình mới Hoặc là một cái dự án kế hoạch gì đó mới Thấy có sự gọi là trẻ hóa Hoặc là đôi khi một số bạn trở nên trẻ trung hơn à, Trẻ tuổi hơn à, Hoặc là kiểu như các bạn sẽ Thay đổi một cái gì đó Mà bản thân của mình sẽ trở nên đổi mới Và vui tươi, nhiệt tình Và tràn trề sức sống hơn một cái cơ hội thú vị đang đến với các bạn, cái thiên thần đang hướng dẫn các bạn toàn tâm toàn toàn ý để bạn có thể đón nhận những cái điều mới mẻ này. À, đôi khi có khả năng bạn cảm thấy đó là một thử thách, nhưng đó là cái thử thách mà bạn đã sẵn sàng và bạn có thể vượt qua được. Và ngoài ra trong tháng 12 này các bạn sẽ làm cho mọi người kinh ngạc với sự độc đáo và sự khéo léo của mình, à, hoặc là bạn sẽ có sự kết giao với những cái người đầy hướng ngoại, đầy sáng tạo và đầy đam mê, hoặc đây chính là cái nguồn năng lượng của các bạn. Bạn sẽ nhiệt tình tìm kiếm được những cái trải nghiệm mới và có thể biến mọi thứ thành hiện thực. Các bạn trở nên lạc quan, tự tin, can đảm, phấn khích, vui vẻ hơn, thậm chí là có khả năng bận rộn hơn. Sẽ có những tin tốt được mang đến các bạn hoặc là những cái dự án sáng tạo của bạn nó sẽ được đưa vào cái sự triển khai và phát triển. Cho nên thời điểm này hãy tin vào chính mình. Thời điểm tháng 12 này như mình nói các bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian các bạn được nghỉ ngơi. Các bạn sẽ không còn ở trong cái trạng thái như là bị mất ngủ triền miên hoặc là mệt mỏi mà các bạn sẽ cảm thấy mình buồn ngủ mình mình cần giấc ngủ và bạn có khả năng ngủ được đây sẽ là thời điểm các bạn có sự gọi là tập hợp lại và trẻ hóa và đôi khi phải tránh xa những cái điều căng thẳng hoặc là lo lắng của thế giới bên ngoài à, một số bạn ở đây nếu như bạn bị rơi vào bệnh tật hay gì đó thì bạn hãy tập trung vào cái việc chữa lành đừng có vội vàng quay lại hành động bạn đôi khi cũng cần một chút thời gian riêng tư cho chính mình và đôi khi có những cái tình huống gì đó diễn ra trong mấy tháng 12 này thì đòi hỏi các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ lưỡng và đôi khi bạn có sự gọi là dành thời gian cho chính mình tĩnh tâm hoặc là thiền định hoặc là cầu nguyện thì bạn sẽ được cung cấp những câu trả lời mà bạn có sự tìm kiếm yeah. và tìm ra được cái giải pháp và các bạn như mình nói sẽ kết thúc được một cái giai đoạn căng thẳng mm. Ở đây các bạn đang bước vào cái giai đoạn gọi là định mệnh của các bạn đó. Các bạn đang đi theo một cái kế hoạch thiên liêng của vũ trụ. Ngài đang, đang dẫn dắt các bạn. Các bạn có rất là nhiều thông điệp liên quan đến định mệnh ở đây. Vũ trụ đang ra tay trong cuộc sống của các bạn. Để điều hướng hoặc là để điều chỉnh sắp xếp lại cuộc sống của các bạn theo cái hướng tốt nhất. Các thiên thần sẽ gửi cho các bạn những cái thay đổi tích cực và hãy mong đợi và tận hưởng những cơ hội mới có lợi khi mà nó xuất hiện và thời điểm này cũng sẽ là cái thời điểm tối ưu để bạn có thể thực hiện những thay đổi lớn và nhỏ trong cuộc sống của mình hãy thực hiện những cái bước nhảy vọt với cái sự hiểu biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với bạn mọi thứ nó sẽ có sự tiến triển nhanh chóng hơn ha. và những cái khối nặng nề trong cuộc sống của bạn nó sẽ được nâng lên nó sẽ được dỡ bỏ à, nếu như các sự kiện gần đây nó làm lung lay đức tin của các bạn thì các bạn sẽ thấy được chúng thực sự tích cực đối với bạn như thế nào. Các bạn sẽ có một cái sự tiến triển nhanh chóng và có khả năng xảy ra ngay bây giờ ha. Các bạn như mình nói sẽ có cực kỳ nhiều ý tưởng sự sáng tạo hoặc có nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa được mở ra các bạn. Hoặc có thể một vài bạn các bạn trong thời điểm này còn phải thực tế không ảo tưởng áo mộng, bởi vì bạn càng ảo tưởng áo mộng các bạn càng gọi là mất mát nhiều hơn. À, cái sự thực tế sẽ giúp cho các bạn có thể giữ vững được mọi thứ. thời à, điểm này không à, quay về quá khứ, không nhìn lại những gì đã mất mà hãy tập trung vào những gì mình đang có và tận dụng những cái điều đang có để có thể tạo ra những cái điều dồi à, giàu dào giàu hơn trong tương lai. Ừ. À, ở đây là thời điểm của sự hoàn thành, sự kết thúc đó. Và ngoài ra mình thấy có thể là các bạn sẽ đạt được những mong đợi ước ước vọng gì đó của bạn nó sẽ được hoàn thành, những điều mà bạn mong muốn nó đang gần đến. Nha. Yeah. Nhưng mà bạn phải bắt tay vô hành động thực hiện uh, những cái điều mà mình mong muốn chứ các bạn không thể nào ngồi đó bạn trông mong và uh, kỳ vọng thì nó sẽ không xuất hiện đâu. Ừ. Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ um, có được ước mơ trở thành sự thật trong cái giai đoạn tháng 12 này ha Một cái ước mơ to lớn gì đó của các bạn Ngoài ra mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có sự gọi là Một số bạn học ngoại ngữ Phát triển Có khả năng các bạn sẽ đạt đến cái thành công Trong vấn đề này Hoặc là có thể một số bạn thi ngoại ngữ thành công chẳng hạn Mà đòi hỏi các bạn phải cố gắng hết sức Phải nỗ lực hết sức phải tìm kiếm tham khảo tìm kiếm thêm thông tin cần thiết rõ ràng thì các bạn mới có thể thành công được có một số bạn khoảng 10 phần trăm một số bạn các bạn có sự chủ quan quá mức các bạn không tập trung các bạn có vẻ như là luôn tin tưởng rằng mình sự có sự may mắn nhưng mà thời điểm này thời điểm gọi là gieo nhân nào và quả đó cho nên mình gieo sự cố gắng thì mình mới có được cái kết quả tốt đẹp được uhm. ở đây mình thấy có thể là một số bạn có sự hòa nhập với thế giới bên ngoài hoặc là bạn có khả năng có thêm nhiều bạn bè quốc tế nhiều cơ hội để có thể mang cái sản phẩm của mình ra quốc tế hoặc là có khả năng là hợp tác với đối tượng quốc tế chẳng hạn người nước ngoài chẳng hạn hoặc là một số bạn có thể là sẽ có những chuyến đi đi du lịch thành công hoặc có người thân ở nước ngoài về thăm vân vân hoặc là có thể năng là những cái định cư gì đó ở nước ngoài chẳng hạn có khả năng là những cái giấy tờ pháp lý nó được thông qua trong thời điểm này Yeah, ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ trở nên gọi là tinh tấn thấu suốt rõ ràng hoặc là có rất là nhiều những cái kiến thức sâu sắc uhm, trí thức trí tuệ của bạn đã được mở rộng thế các bạn có khả năng là sẽ kết giao được hai người à, một người mang năng lượng nam một người mang năng lượng nữ mình thấy có khả năng là một người thì rất là giỏi giang nói chung hai người đều là những người rất là giỏi giang về tài chính nhiệt quyết nhiệt tình là những người có sự gọi là biết đầu tư khôn ngoan thông minh và nhạy bén có thể đây sẽ là những người cho bạn những lời khuyên khôn ngoan về đầu tư hoặc là những người hỗ trợ giúp đỡ cho những vấn đề gì đó mà bạn đang cảm thấy trăn trở à, một số bạn có thể kết thúc được nợ nần chẳng hạn hoặc có một số bạn sẽ có một cái những cái vợ thời vận bất ngờ khi bạn có khả năng là giúp cho tài chính tiền bạc của bạn nó, nó phát triển hơn bạn nghĩ uhm ngoài ra ở đây mình thấy có thể là bạn có lời cầu nguyện gì đó dành cho ba của mình hoặc là ông của mình chú của mình vân vân một người mang năng lượng nam một người mang năng lượng của một người cha một người chú một người có trách nhiệm một người gọi là đứng đầu trong cuộc sống hoặc người ông sẽ được lắng nghe và sẽ được đáp lại nha yeah. và có khả năng là những cái phước đức những cái sự hồi hướng công đức của bạn cho tổ tiên ông bà có thể là sẽ giúp cho họ có thể dỡ bỏ những gánh nặng nề hoặc là dỡ bỏ những cái uh, những cái tội lỗi của họ Trong thời điểm tháng 12 này ừ. Một số bạn ở đây thì như mình nói Tài chính ổn định, vững chắc và an toàn Hoặc một số bạn có khả năng bước vào cái giai đoạn Thịnh dưỡng hơn, đủ đầy hơn Có thể là tài chính có sự tăng trưởng, phát triển nha Và những khoản đầu tư của bạn Có thể được tăng cao Hoặc một số bạn sẽ được thăng chức, tăng lương Trong thời điểm này ừ. Và ngoài ra ở đây thì Ừ, một số bạn sẽ kết thúc được những cái người không tốt những mối quan hệ không tốt hoặc những người bạn bè không tốt những gì đó gọi là có sự giam hãm kìm hãm khả năng phát triển của bạn nó sẽ được kết thúc dỡ bỏ hoàn toàn vũ trụ sẽ có sự hỗ trợ các bạn để có thể dẹp bỏ những cái điều này ừ. có thể một số bạn sẽ bước vào cái giai đoạn gọi là tình yêu hoặc là bạn có sự yêu thương chính mình hoặc là bạn gặp được một cái người có thể cho bạn một cái tình yêu đủ đầy hoặc tình yêu lớn mạnh. Tuy nhiên có thể là bạn cũng đứng trước giữa rất là nhiều sự lựa chọn. Vì có các bạn hãy chọn phù hợp để tránh lựa chọn sai người. Rồi đâm ra mình có sự tổn thương. giai đoạn này cũng có nhiều cám dỗ cạm bẫy lắm. Cho nên đây có khả năng là bài học cuối cùng cho các bạn. Để vượt qua những cám dỗ cạm bẫy về tình yêu hoặc là về vật chất. hoặc là về quyền lợi, về gọi là chức vụ gì đó vân vân Ừ. Sẽ có cạm bẫy nhưng mà mình thấy có thể là bạn với cái sự khôn khéo, sự tin tưởng, sự trải đời của bạn có thể bạn sẽ nhìn ra được những cái bài học này, vượt qua nó. Và các bạn nhận được cái phần thưởng từ vũ trụ. À, các bạn có khả năng là bước trên đỉnh vinh quang. Một số bạn có thể được nhận cúp. Nếu như bạn có thi đấu gì đó hoặc là nhận được những cái sự gọi là khen ngợi, tán thưởng, vinh danh yeah, trong cái giai đoạn tháng 12 này. Mọi thứ sẽ kết thúc theo hướng có lợi và tốt đẹp nhất hoặc là một số bạn sẽ giảm cân thành công. À, sẽ tươi mới sẽ tràn trề nhựa sống có thêm một vài bạn có tin vui về con cái nếu như bạn đang trông chờ và trông đợi nha. cho nên ba điều à, đỏ nhất của bạn trong giai đoạn này là bạn sẽ kết thúc những cái nghiệp nợ nghiệp chướng của bản thân mình hoặc là của người thân ông bà tổ tiên của bạn à, kết thúc những khối nặng nề những khối căng thẳng thứ hai là có thể là ước mơ trở thành sự thật ước mơ gì đó các bạn À, thứ ba là một số bạn có thể hoàn thành xong à, mọi vấn đề, mọi kết thúc một cái dự án gì đó hoặc là có thể đi học ngoại ngữ hoặc đi du lịch thành công, vấn đề về di chuyển thành công và tiền bạc có sự ổn định vững chắc và an toàn hơn hoặc là nó có sự mở rộng hơn, ừ. tiền bạc của bạn có sự gia tăng nè, các bạn có khả năng lúc ban đầu cầm số tiền cũng vừa vừa ổn định thôi, bạn từ hậu tiền mà bạn lên vua tiền luôn, ừ. cho nên là tiền bạc nó có sự hanh thông và thuận lợi và phát triển mạnh mẽ và vũ trụ có sự tác động vào cuộc sống các bạn để giúp cho bạn có thể đạt được mơ ước của mình và bảo vệ các bạn trong thời điểm này. Các bạn được ân trên bảo vệ rất là nhiều đó để các bạn có thể tránh xa những cái sự tác động không tốt từ những mối quan hệ không tốt hoặc là những người bạn không tốt hoặc những cái nguồn năng lượng âm khí không tốt. Cho nên đây là thời điểm các bạn có sự gọi là kết giao gắn kết chặt chẽ với ân trên nhiều hơn, mạnh mẽ hơn trong thời điểm này ha. đây mình thấy có thể là trong thời điểm tháng 1 là thời điểm có thể khá là vui cho các bạn hoặc là một ước nguyện gì đó của bạn sẽ được hoàn hoàn thành trong thời điểm tháng 1 và đồng thời những cái tình huống hiện tại nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi à, một số bạn có khả năng bắt đầu một cái dự án gì đó mới hoặc là có khả năng sinh con thành công hoặc là trở thành một người kinh doanh À, mặc dù có thể bạn đôi khi có những cái sự cảm thấy không hài lòng với cuộc sống. Nhưng mà có những cái sự rạn nứt, những sự kết thúc nhưng mà những cái điều kết thúc đó là cần thiết cho các bạn nha. Cho nên đừng có nản chí. Bởi vì những điều tốt đẹp nó còn ở phía sau. <laughs> Số bạn có khả năng là sẽ đi đám cưới nè. À? À, hoặc là có thể là gia đình của bạn có người thân đám cưới hoặc là được ăn đám cưới hoặc là một số bạn có khả năng là sẽ có sự hợp tác làm ăn mua bán giao dịch kinh doanh gì đó hoặc có khả năng là một vài bạn các bạn tiến đến hôn nhân với người yêu kết thúc cái giai đoạn độc thân vui tính à, các bạn có karma nè ha rất là liên kết giai đoạn này giai đoạn gọi là kiểu gieo nhân nào và qua đó cho nên cố gắng cứ sống tốt trời xanh tự an bài thôi một số bạn ở đây mình thấy các bạn cần phải cẩn thận cái vấn đề về tham lam tham trong mọi lĩnh vực <laughs> tham tiền hoặc là tham tình hoặc là À, tham ăn uống, ừ. đúng không có thể là sẽ tăng cân chẳng hạn. Ừ, các bạn có may mắn theo sao các bạn? Yeah. Ngoài ra mình thấy các bạn có được cái hạnh phúc và có được những cái cái kết có sự tốt đẹp với các bạn ở đây. Ừ. Các bạn có sự giàu có như mình nói nè. Ừ. Tiền bạc nó có sự rơi vào bí của bạn ví của bạn có khả năng là đôi khi có lên xuống thất thường nhưng mà chắc chắn là bạn sẽ hưởng lợi sẽ có tiền à, có sự đủ đầy dư giả cho chính mình đây là thời điểm để bạn có thể hành động rồi đó nếu như bạn đang áp ủ một cái dự án gì đó thì đã đến lúc có bạn hành động nhưng mà hãy cẩn thận với những cái sự gọi là tham ở đây yeah. uh, tham thì thăm. ừ. cho nên là mình nên cẩn trọng tìm hiểu kỹ tránh yeah. để bản thân mình tham lam quá mức có khả năng là mình không uh, thực tế thì rất là dễ bị gọi là đổ vỡ rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ba điều đó nhất của bạn trong cái tháng 12 này là gì và đây là những trò bài chung Mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chưa nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tù 3 là những người sống rất là ngay thẳng chính trực à, là những người rất là trung thực và làm gì cũng có một cái sự nề nếp trật tự kỹ cương Thêm một số bạn đang có những vấn đề liên quan đến giấy tờ, hồ sơ, pháp lý gì đó cần giải quyết trong thời điểm này Hoặc là bạn có khả năng là một người đưa ra những kế hoạch và thực hiện những kế hoạch khá là tốt Mấy các bạn là những người trong nóng ngoài lạnh à, Bên ngoài là một người nhìn rất là kỹ cương, ngăn nắp hoặc là khó khó tính hoặc là kỹ càng khó gần nhưng mà bên trong bạn là người sống rất là tình cảm nhân ái lãng mạn và chu đáo à, mình thấy cái khả năng là hiện tại và gần đây một số bạn hơi mệt mỏi hơi buồn ngủ thì cứ cho bản thân của mình được nghỉ ngơi thư giãn để lấy lại sức ha và ngoài ra thời điểm này một số bạn các bạn cũng có khuynh hướng muốn hành động muốn chủ động muốn gọi là bắt tay vô thực hiện hoàn thành xong cái dự án kế hoạch gì đó mà bạn đã ấp ủ thì đây là thời điểm tốt nhưng mà đôi khi có thể là bạn cũng không cần phải quá vội vàng bởi vì các bạn cần phải có một cái sự gọi là cơ thể sức khỏe của mình tốt thì mình mới có thể hành động chỉnh chu hoặc là thấu đáo được kiên nhẫn là điều các bạn cần thiết và làm gì cũng phải có một cái sự lên kế hoạch chi tiết cụ thể từng bước từng bước một chứ đừng vội vàng càng vội vàng thì càng hỏng chuyện Thời điểm này các bạn sẽ có được rất là nhiều những sự giúp đỡ, sự hỗ trợ từ người khác để bạn có thể hoàn thành xong cái dự án hoặc kế hoạch gì đó của mình. Ừ. Nếu có những vấn đề pháp lý gì đó thì có thể là nên kiên nhẫn, kiên trì. Mọi thứ nó sẽ diễn ra nhanh hơn khi mà bạn biết kiên nhẫn và điềm tĩnh. Ừ. ba à, điều đó nhất của bạn trong cái tháng 12 này là gì? À và thời điểm này các bạn chạy xe cẩn thận khi buồn ngủ là không lái xe nha. Có nhiều bạn có khuynh hướng buồn ngủ rồi lái xe thì rất là nguy hiểm cho bản thân bạn cũng như người khác. Tháng 12 này là cái tháng các bạn sẽ đạt được cái thành tựu và thành công to lớn. Mọi người sẽ có sự đánh giá cao về bạn hơn và danh tiếng của bạn sẽ có sự gọi là vang dội. À, bạn sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn và làm việc chăm chỉ thì có thể là các bạn một số bạn sẽ được công nhận về những cái đóng góp của mình hoặc là được trao giải thưởng cho những cái thành tựu của mình. Những tin tốt đẹp tích cực đang đến với các bạn và một số bạn sẽ được thăng quan tiến chức hoặc là có những lời mời hợp tác hoặc là làm việc ở đây yeah các bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân của mình và cảm thấy khá là may mắn cho chính mình trong thời điểm này. Tuy nhiên còn có một số điều các bạn cần phải giải quyết uh, trong tư tưởng, trong suy nghĩ và cái tư duy của các bạn thì bạn mới có thể đạt được thành công. Đôi khi có khả năng là các bạn cũng sẽ trải qua những lúc uh, sợ hãi hoặc là bất an. Nhưng mà đôi khi những cái sợ hãi này nó dựa trên cái yếu tố bên ngoài mà bạn có thể nhìn thấy và đôi khi là những cái lo lắng bất nguồn từ những cái mối quan tâm phi lý hoặc là không có thật điều quan trọng là bạn phải hướng nội và lắng nghe trực giác của bạn về việc phải làm gì tiếp theo hãy hỏi bản thân bên trong của bạn về cái nguồn gốc của sự lo lắng và tin tưởng và sự hướng dẫn của các bạn các thiên thần đang gửi cho bạn những cái thông điệp trực giác mạnh mẽ về cái khả năng ngoại cảm của mình à, tuy nhiên những cái hiểu biết sâu sắc nhất của chính bạn là sẽ về bản thân của mình nhiều hơn hãy nắm bắt cái giai đoạn tự nhận thức này để có thể vượt qua những cái rào cản trong quá khứ đã kìm hãm các bạn ha các bạn sẽ có được cái khoảng thời gian để thức tỉnh về sự thật của bản thân bạn ừ. nhìn thấy ánh sáng được rỡ của chính mình thời điểm này các bạn có khả năng làm mơ khá là nhiều cho nên là hãy chú ý đến giấc mơ của mình ừ. và tránh để bản thân của mình trở nên quá ảo tưởng trong thời điểm này quá mơ mộng hãy biết biến ước mơ của mình trở thành hiện thực yeah. hãy cầu xin sự giúp đỡ từ các thiên thần trong các việc phát triển tin tưởng và tương theo các à, ân sủng tâm linh và sự hướng dẫn của vũ trụ dành cho các bạn và cái sự sáng tạo và làm việc chăm chỉ của bạn sẽ mang lại cho bạn những cái phần thưởng rất là tuyệt vời. Bạn có khả năng là có cái bàn tay Midas của vua Midas ngay lúc này. Uh, vua Midas là người gọi là kiểu như chậm vào cái điều gì đó thì cái điều đó nó sẽ trở thành vàng. Cho nên là bất cứ điều gì mà bạn nuôi dưỡng và dành cái sự quan tâm yêu thương của mình thì nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Uh, có thể là những vấn đề liên quan đến hôn nhân, con cái hoặc là liên quan đến tình mẫu tử hoặc là cái sự sáng tạo đều được ảnh hưởng tích cực ngay lúc này một số bạn các bạn đang gọi là mong muốn sinh con thì có thể sẽ thành công hoặc là bạn muốn nuôi dưỡng cây cối của mình hoặc thú cưng à, thì mọi thứ đều theo ước nguyện của mình hoặc là có khả năng một số bạn có những cái dự án hoặc là có những cái doanh nghiệp mới đang phát triển thì những cái nỗ lực sáng tạo của bạn nó sẽ có được cái thành tựu xứng đáng ha cho nên là hãy tận hưởng những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của các bạn và bạn biết rằng bạn xứng đáng được chăm sóc hãy chăm sóc cơ thể của mình thật là tốt bằng cách liệu pháp như là massage, yoga hoặc là bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy khỏe mạnh, tràn trì, sức sống và sang trọng. Ừ. Trong cái giai đoạn tháng 12 này có khả năng là bạn sẽ có sự đấu tranh giữa rất là nhiều quyết định trong cuộc sống. Yeah. Cho nên thời điểm này các bạn nên dựa theo trực giác để bạn có thể biết mình phải làm gì. Ừ. hãy tin vào sự khôn ngoan của chính mình và tiến về phía trước Thể một số bạn sẽ có được những giải pháp hoặc có có được những cái sự hòa giải công bằng trong những cái vấn đề gì đó ừ. một số bạn ở đây các bạn có những cái niềm tin nửa vời các bạn đôi khi thực hiện cái điều gì đó các bạn có sự gọi là không tin tưởng bản thân của mình nhưng đôi lúc các bạn cũng rất là hào hứng nhiệt tình thì các bạn cần phải buông bỏ cái sự nửa vời này các bạn phải bắt tay vô hành động các bạn có hành động mới bạn mới biết được mới tạo ra được cái kết quả còn các bạn ngồi đó cứ sự gọi là suy nghĩ viển vông thì không có gì được tạo ra hết Yeah. ngoài ra đôi khi các bạn cũng cần phải có những cái sự gọi là xem xét lại cái kế hoạch của mình hãy nhìn nhận mọi thứ theo một cái góc nhìn mới yeah, để xem coi liệu có cách nào mình tiếp cận uh, hiệu quả hơn hay không mm. mặc dù có thể bạn cảm thấy như mọi thứ đang ở trong cái trạng thái dừng lại hoặc là trì hoãn nhưng đây chỉ là tạm thời thôi cho nên là bạn hãy tận dụng khoảng thời gian còn lại để mình có thể suy nghĩ lại về các chiến lược của mình và ngoài ra có thể một số bạn còn phải bước ra mọi khỏi những cái sự chuẩn mực hoặc là xu hướng chính thống ngay bây giờ Và luôn có sự gọi là chấp nhận những cái sự độc đáo, những sự đa dạng đối với mình à, Đây là thời gian, thời điểm tốt để bạn có thể hào phóng với thời gian sự chú ý và quà tặng của các bạn Và vũ trụ sẽ có khả năng gọi là trả lại cho bạn gấp nhiều lần à, Đây là thời điểm kiểu như là bạn có sự chia sẻ cho đi những gì cần thiết cho người khác thì chắc chắn các bạn sẽ được nhận lại gấp 10 Các bạn sẽ có được cái sự may mắn Đạt được cái sự giác ngộ Có những cái thay đổi bất ngờ trong cuộc sống Và các bạn cần phải hết sức kiên nhẫn à, Sức mạnh của các bạn Là nằm ở việc các bạn là chính mình ừ. Thiên thần Gabriel là vị thiên thần Sẽ giúp cho các bạn gọi là Ăn nói suy nghĩ Và hành động xuất phát từ tình yêu Và sẽ có khả năng thu hút được người khác Một cách mạnh mẽ và khó cưỡng Ha à những bạn nào mà làm những công việc và liên quan đến gọi là thuyết trình dẫn dắt hoặc là uh, trình bày diễn đạt gì đó thì có khả năng đây sẽ là thời các bạn để bạn có thể gọi là thu hút được nhiều người hơn thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn uh, hoặc là có khả năng gọi là tạo dựng cho mình một cái cộng đồng lớn hơn uh, vân vân ngoài ra đây sẽ là thời điểm những cái ý tưởng mới của bạn nó sẽ được cất cánh nha yeah. hãy mong đợi những cái nguồn cảm hứng lớn lao nó sẽ đến có thể là từ một cái sự kiện hoặc là một cái tình huống trước đây đã từng làm bạn bối rối thì các bạn sẽ thấy cơ hội để có thể tạo ra cái điều gì đó tuyệt vời và bạn sẽ cảm thấy tràn trề hứng khởi hơn à, hãy tập trung suy nghĩ của bạn vào các mục tiêu dài hạn và lập cái kế hoạch hành động ừ. các bạn sẽ có khả năng nhìn thấy được sự thật của một tình huống nào đó và cái sự bối rối nó sẽ biến mất và các bạn có được một cái khả năng gọi là thấu suốt mọi điều hơn và đôi khi những cái sự hiểu biết mới của bạn nó xuất phát à, từ những cái tình huống trước đây hoặc là có thể là một số bạn sẽ có khả năng gọi là buông bỏ được những quan điểm sai lầm trong quá khứ à, cho nên là thời điểm này phải sẵn sàng tiến về phía trước rồi một cái khởi đầu à, đầy thử thách nhưng mà bạn có khả năng biến tiêu cực thành tích cực hoặc là các bạn sẽ có thêm những giải pháp thông minh và trí tuệ hơn trong thời điểm này ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ có được cái sự làm mới lại chính mình À, và các bạn đang ở gần cuối một cái dự án hoặc là một cái ngã ba đường hoặc là các bạn đang trên một cái ngưỡng cửa thực hiện một số thay đổi quan trọng đã đến lúc các bạn xem xét và đánh giá lại hãy đưa ra những cái phán đoán chu đáo về cuộc sống của bạn và sau đó đưa ra những cái lựa chọn tự tin hãy yên tâm bởi vì các bạn đã chuẩn bị tốt và ngoài ra một số bạn có những cái vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết có lợi cho bạn ha hoặc là các bạn có những cái kỳ thi học thuật hoặc là kiểm tra gì đó đều diễn ra tốt đẹp hết Ừ. nói chung là các bạn sẽ có nhiều cái sự thay đổi trong thời điểm này mang tính bước ngoặt cho chính mình ừ. hoặc là một cái sự di chuyển gì đó thay đổi về mặt tâm thức về mặt suy nghĩ hoặc là có một cái chuyến đi một cái hành trình hoặc là chuyến đi công tác mà bạn khát khao mong muốn và trông chờ và đây cũng là cái thời điểm các bạn buông bỏ những cái cũ À, để có thể gọi là bước vào cái giai đoạn đón nhận những cái mới tốt hơn. Ở đây mình thấy cơ hội sẽ được mang đến các bạn, có thể bạn sẽ không còn phải chờ đợi quá lâu nữa. À, những cơ hội tích cực hoặc là niềm đam mê của bạn sẽ được khai triển hoàn toàn. Ừ. Các bạn cần phải buông bỏ bản thân của mình trong các vấn đề suy nghĩ tiêu cực, rụt rè, tự ti, thiếu thốn. Bạn giỏi hơn bạn nghĩ chỉ điều là các bạn không có nhận ra được cái điều đó hoặc là bạn luôn tập trung vào những cái sự thiếu thốn của bản thân hoặc là bạn luôn tập trung vào những điều không mong muốn trong khi bạn có khả năng kiến tạo nên những điều bạn muốn à, một cách vững chắc nhất ở đây mình thấy các bạn sẽ không ở trong cái trạng thái u buồn u uất hoặc là chậm rãi này nữa mà các bạn sẽ có sự bước đi rời khỏi những cái điều này yeah. một số bạn có thể là sẽ có sự chuyển nhà chuyển chỗ ở thành công như bạn mong muốn hoặc là có được những cái sự giúp đỡ của rất là nhiều người có thế lực có tiềm năng hoặc có kiến thức sẽ hỗ trợ cho bạn trong quá trình di chuyển này uhm. ngoài ra ở đây thì mình thấy các bạn đạt được cái trạng thái hài lòng mãn nguyện yeah, với cái kết quả bạn mong đợi uhm các bạn có được cái trạng thái cảm thấy uh, vui vẻ, cảm thấy phấn chấn, cảm thấy gọi là hạnh phúc, cảm thấy có một cái sự gọi là đủ đầy, ừ, hãy biết ơn trân trọng những gì những cái điều này. À, mình thấy có thể là bạn có sự kết nối với một người nữ đây là một người có sự nhẹ nhàng, nhân ái, tình cảm, ân cần, chu đáo. một người mang năng lượng nam đây là một người mạnh mẽ, có khả năng về tài chính, vững chắc về tiền bạc. có khả năng đây sẽ là những người kết giao bạn bè hoặc những người có sự hợp tác làm ăn chung hoặc là những cái người cộng sự hỗ trợ các bạn trong quá trình phát triển và một người mang năng lượng nam nữa đây là một người có sự nhanh nhẹn có sự năng động và cũng là một người hào hứng và nhiệt tình soi nổi hoặc đây nó có khả năng là những cái đối tượng xuất hiện trong tình yêu các bạn có tình yêu ở đây có thể hay các bạn sẽ có những cái sự nói chuyện rõ ràng tìm hiểu về nhau và có khả năng có mối quan hệ hợp tác này nó theo tính chất kiểu như là khá là bền chắc bền vững khi mà các bạn có sự rõ ràng về nhau hơn trước khi các bạn có sự đồng ý yêu tư yêu đương Yeah, trước khi yêu có khả năng các bạn sẽ là bạn bè hoặc là những cái đối tác hoặc là những cái người có thể làm việc chung vân vân và ngoài ra có thể tiền bạc của bạn cũng sẽ được đảm bảo tốt hơn dưỡng chắc hơn an toàn hơn nè ừ. hoặc có thể là sẽ có những người cho bạn những lời khuyên khôn ngoan để bạn có thể đầu tư vững chắc à. và có thể một số bạn sẽ có thêm những cái vật dụng thiết bị điện tử gì đó mới như là điện thoại hoặc là những những cái gì đó gọi là nó cần thiết cho cái quá trình làm việc của các bạn hoặc là những thông tin mà bạn cần sẽ được mang đến những cuộc gọi những thông báo gì đó bạn cần sẽ được mang đến mọi sự rõ ràng sẽ được mang đến nếu như bạn đã ở trong cái trạng thái mù mờ mù mịt không thấy rõ tương lai thì chắc chắn các bạn sẽ thấy được cái tương lai tươi sáng khi mà bạn biết nhìn về những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống của mình thì um, các bạn có khả năng sẽ mở rộng nhiều điều tốt đẹp hơn đến nha yeah. bạn sẽ có những quyết định đúng đắn và hợp lý dứt khoát chứ bạn không ở trong cái trạng thái phải nghi ngờ phải chờ đợi hoặc là trì hoãn nữa cho nên là ba điều rõ nhất của bạn đó là bạn sẽ có sự bước đi rời khỏi những cái tình huống mà trăn trở hoặc là chờ đợi ha. những sự chờ đợi sẽ kết thúc thứ hai là các bạn sẽ có tình yêu tình cảm à. thứ ba là vấn đề pháp lý hồ sơ giấy tờ hoặc là bất kỳ những vấn đề gì đó bạn trăn trở sẽ được giải quyết sẽ được hỗ trợ ở đây và tài chính cũng được ổn định à. và ngoài ra các bạn có sự kết nối với ba của mình hoặc là những lời cầu nguyện gì đó của bạn liên quan đến ông của mình liên quan đến ba của mình sẽ được gọi là đáp lại hoặc một số bạn sẽ được lên chức trở thành một nhà lãnh đạo hoặc trở thành một người làm chủ hoặc đôi khi cũng được thăng quan tiến chức à. những cái kế hoạch gì đó của bạn và đội nhóm sẽ được hoàn thành trọn vẹn nếu như dạ gần đây nó có vẻ hơi gọi là trì trệ hơi chậm rãi các bạn có được làm có sự gọi là làm việc đạt thành tựu và có được những thành công hãy có sự chăm chỉ giống như chú kiến gì đó kiến tha lâu sẽ uh, đầy tổ bạn nào tìm công việc có khả năng có được công việc mới các bạn có sự may mắn nè có sự gọi là may mắn đi theo các bạn à, ở đây một số bạn nên hết sức thận trọng coi chừng có những người không tốt hoặc có sự làm gì đó ấm muội sau lưng các bạn đặc biệt những bạn nào mà làm việc mà có đội nhóm hoặc là có những cái người hợp tác thì mình đừng tin tưởng người khác quá mức để tránh có những người gọi là kiểu uh, đánh cắp thông tin hoặc làm điều gì đó ám muội ảnh hưởng đến các bạn nha. Yeah. Các bạn đang đi đúng hành trình của mình. Và các bạn có thể là sẽ có những cái sự kết bạn sâu sắc với những người cùng chung uh, giới tính. Ở đây sẽ là thời điểm một số bạn sẽ có sự rời khỏi một cái mối quan hệ không tốt hoặc là rời khỏi một cái đối tác làm ăn gì đó không phù hợp bởi vì có sự thật được lộ rõ nè, hoặc rời khỏi một cái tình yêu gì đó không phù hợp để bạn có thể bắt đầu một cái giai đoạn mới hơn thực hiện đúng đam mê của mình hoặc là gặp những người xứng đáng hơn, phù hợp hơn với giá trị của các bạn. Và các bạn nên nhớ giữ gìn sức khỏe nghỉ ngơi thư giãn. để tránh bệnh tật. Các bạn có khả năng làm việc rất là nhiều, rất là chăm chỉ nhưng mà phải biết nghỉ ngơi. Các bạn sẽ có được những lời khuyên khôn ngoan từ những người bạn tốt cho các bạn các ừ, bạn đạt được cái sự công nhận đạt được những món quà những phần thưởng cho những gì mà bạn đã đóng góp đã cống hiến và các bạn sẽ được chỉ ra con đường hướng đi nha yeah, rõ ràng Thế là như vậy ừ. mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ ổn định vững chắc an toàn hoặc là mọi thứ mà bạn gieo nó đã có sự nở rộ trong thời điểm này ừ. và nó còn tiếp tục nở rộ nữa ha nghĩ vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ uh, ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn